Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ ba nha. Em tiếp tục lên sóng vài món nữa nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo nha. Đó. Rồi đầu tiên là một bộ bộ 4 cây bù rong và 4 con ốc đầu của hàng 90 nha anh em. Cái này anh em xài cho 100 được luôn nha. Đó, ốc đầu là sirin còn màu. Đó, em bán cái bộ này là 500 nha anh em. Đó, sirin 500 nha anh em. Cái này dành cho 90, anh em về xài cho rim, quay rim là ok hết nha. Hàng xe kho rất là đẹp. Đó, 500 bộ này nha anh em, 4 cái đũa, đũa rim đàng hoàng nha anh em. Đũa rim đẹp luôn. Đũa rim thì anh em bắt vô rất là chắc chắn nha. Xài cho quay rim hoặc là custom 90. 70 với 50 xài cũng được nha anh em, cái này xài 90 đổ lên. Đó. 500 bộ này nha anh em. Rồi một bộ số 3 số. Đó, 3 số của thằng custom 90 cốt là trắng tinh hết nha anh em. Đó, cái này nó bị lỗi nhẹ cái này nha anh em. Cho nó bị tuôn á, nên ấy cái này bị lỗi nên bây giờ bộ số này em bán là 400 nha anh em. Đó, chỉ có lỗi nhẹ cái con này thôi, anh em về lấy xe cũ để qua nha. Bộ số 90 đầy đủ hai cốt 400, giá quá rẻ luôn nha anh em. Giá này là giá lợn chết luôn nha. 400 ngàn. Đầy đủ hết nha, không thiếu gì hết nha anh em. Đó, chỉ có bị lỗi nhẹ cái này thôi. Đó, bộ này 400. Rồi một cây dên 90 đẹp. Cây này thì bán là 1,5 triệu. Dên này anh em xài cho đầu lòng 100 là vẫn bình thường nha. Dên 90 bao rơ lắc nha anh em. Dên bao với anh em là không rơ lắc gì hết. Chưa có phục hồi gì hết nha, về là xài thôi. 1,5 triệu nha anh em. Về khỏi khỏi cần phải làm gì hết nha, đủ ốc nha. Đó. À, một cái cặp lốc 90, cặp này thì 600. Lốc 90 bao anh em là không lỗi lầm gì hết nha, đầy đủ, không hiếu gì hết, ruột gan là còn nguyên hết nha anh em. Đó, lốc là bao đẹp không lỗi lầm, không có bị taro cái nào hết, răng cỏ là không có bị rờn lờn gì hết nha anh em. Đây có chữ GB6 luôn nè, HA02 đầu nha, 600 nha anh em. Rồi một cái đầu 90. Đó, đầu này là rin 100% luôn, cũng không lỗi lầm gì luôn nha anh em. Đó, đầu này em bán là 1,5 triệu nha anh em. Này dành cho cúp 90, đầu háo của cúp 90 ra 1,5 triệu. Đó, không lỗi lầm gì hết nha. Ron nè, ron là còn nguyên hết luôn, ron giữa là còn nguyên luôn nha anh em, ron nhôm là còn nguyên, có luôn con ốc nè, ốc là răng cỏ là đẹp luôn. 1,5 triệu nha anh em, đầu 90. Đó, anh em mà đầu kêu hay gì mua bộ này về ập vô là xài thôi, khỏi mất công làm chi chớ tốn tiền ha. Làm của nó cũng không có ngon lành gì hết á, cái đầu này nước nhôm còn rất là đẹp luôn, nó lên móc. Đó, nó chưa bị tẩy gì hết, mấy con ốc này cũng còn màu nha anh em. Đó, 1,5 triệu nha, về là ập vô xài thôi. Bây giờ anh em đi làm, đi sấy đi ấy tùm lum nó cũng không có ngon lành gì hết, tốn tiền. Mua cái này về ập vô là cái đầu của anh em nó sẽ lên có móc gì luôn, rất là đẹp luôn. Thường đa số mấy đầu trong xe Việt Nam là nó bị rửa, bị tẩy, nó sẽ bay hết mấy cái móc này nha anh em, nó bị tấn nước nhơ bên trong luôn rồi. Không, 1,5 triệu đầy đủ nha. Ốc này cũng đẹp luôn nè, nó ron là ron rin còn nguyên. Đó, anh em cần món nào cứ alo cho em nha.